Với người dân Sài Gòn qua nhiều thế hệ, chiếc thì đài hay còn gọi là đài nước khổng lồ đã quá đỗi quen thuộc và gắn bó với họ như một biểu tượng kiến trúc của thành phố. Từng là những công trình cấp nước quy mô, đồ sộ bậc nhất của Sài Gòn, từ khi thực dân Pháp đến cai trị cho đến Mỹ xâm lược, nhiều đài nước hiện nay vẫn còn sừng sững với thời gian. Ngoài tháp nước thời Pháp hiện diện, trong khuôn khổ Sawako, hiện ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn rất nhiều tháp nước khủng, nằm rải rác ở đường Hoàng Diệu, quận 4, đường Hồ Văn Huê, quận Phú Nhuận, 3 tháng 2, quận 10. Vào những năm 1966, nhà máy Thủ Đức hoàn thành, Sài Gòn không còn thiếu nước sạch. Tuy nhiên, do nhà máy đặt ở Thủ Đức nên nước chảy về trung tâm khá yếu, nhất là các vùng ngoại thành. Các thủy đài hình thành nấm được xây dựng nhằm nâng áp lên cung cấp nước cho những vùng ở xa như quận 8, quận Gò Vấp, Nhà Bè. Thời gian này, chính quyền Sài Gòn đã xây dựng 8 thủy đài lớn, dung tích tổng cộng hơn 4.500 mét khối và 12 thủy đài nhỏ, tổng cộng dung tích gần 13.000 mét khối, nằm rải rác ở các trung tâm thành phố. Tuy nhiên, khi khai thác các thủy đài này sắp hoàn thành thì vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, thống nhất đất nước, đến nay các thủy đài này chưa một lần sử dụng. Mặc dù công năng bị xem là kém hiệu quả và bỏ hoang từ lâu, từ những hình ảnh thủy đài của Sài Gòn từ lâu đã in đậm trong tâm trí của người Sài Gòn. Những ai mới đến, nhìn những thủy đài này như cây nấm khổng lồ mọc giữa đất Sài Gòn này, nó có vẻ kỳ cục, nhưng chính vì sự khác lạ ấy mà họ lại nhớ lâu. Giờ đây, 7 thủy đài bỏ hoang ở thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị đập bỏ, chỉ giữ lại một thủy đài ở trụ sở tổng công ty cấp nước Sài Gòn Sawako làm di tích.